Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Nên các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi và hôm nay đã thuộc có chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cũng sẽ không dành quá nhiều thời gian trong cái video này để mà phân tích thị trường tại vì chúng ta đã nói rất nhiều, à, thuộc đã nói hết những gì cần nói trong vòng 2 3 video vừa qua rồi và giá cả bây giờ đã cũng như vậy mà thôi các bạn thấy giá BTC thì cũng cỡ đó khoảng 21.000 đô. Nhưng mà nói chung nó hôm nay cũng là một ngày mà có nhiều màu xanh trên thị trường crypto. Chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó đã tăng trở lại 0.7% sau khi hôm qua đã xuống khoảng chừng là 1% các bạn. Bây giờ vốn hóa thì vẫn hơn 1 000 tỷ đô la. BTC thì tăng 1%, Ethereum thì tăng 1.1% và những đồng lớn khác cũng tăng phần trăm tương tự mà thôi. Nhưng mà trong cái top 100 này đây chúng ta cũng có một số đồng tăng trưởng cũng ok ngày hôm nay. Chúng ta có Casper Network tăng 15.9%, Shiba Inu tăng 11.4%, Ethereum POW các bạn nghĩa là Ethereum Hard vẫn còn sử dụng Proof of Work đó, hệ thống đào thì tăng 19%. Thật ra Thuận vẫn còn đang lưu trữ một số lượng item POW tại vì à, các bạn đã biết là sau khi mà Harford Ether chuyển thành Proof Còn cái đồng Harford ra đó thì à, các bạn sẽ có cái số lượng tương đương với cái số lượng item của mình đang lưu trữ thì Thuận vẫn chưa có bán Phần lớn là tại vì à, lúc đó Thuận sợ bị à, Relay Attack cho nên không có bán các bạn Nhưng mà bây giờ với sự tăng trưởng này có thể Thuận sẽ suy nghĩ đến bán sớm à, Tại vì Thuận không muốn lưu trữ đồng này, các bạn thấy ra là cũng tăng 10% còn về những đồng xuống nhiều ngày hôm nay đó thì cũng không có đồng nào gọi xuống nhiều rồi các bạn thấy được là Lido thì xuống chỉ có 2.1 mà thôi và Aptos cũng như vậy xuống 2.1 là những đồng mà trong tháng 100 đi xuống nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua. Nói chung crypto đây thì vẫn giữ được và vẫn là một ngày đẹp cho crypto hôm nay chưa có bất cứ một cái động thái nào hết các bạn sau khi mà giá cả có sự tăng trưởng thì giữ được tới mức bây giờ nhưng mà thị trường tài chính thì không có ổn như vậy chúng ta nhìn vào thị trường của Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn thấy được là Dow Jones hôm nay đã xuống 1.14% các bạn S&P 500 xuống 0.2 nhưng mà Nasdaq thì không có xuống Nasdaq tăng 0.14% cái này là một cái mà nó khác biệt so với cách đây khoảng chừng vài tháng các bạn thấy là thường trước đây đó chúng ta một là thấy cả ba chỉ số này là một màu đỏ hết còn hai là chúng ta thấy được là Dow Jones S&P 500 nên thì giữ được giá nhưng mà Nasdaq thì lại rất đỏ tại vì chúng ta thấy được có rất là nhiều cổ phiếu công nghệ xuống mạnh trong năm ngoái nhưng mà năm nay đó thì nó khác một chút tại vì chúng ta đã bắt đầu thấy là những ngân hàng đó họ cũng đã có cái sự lung lay rồi các bạn không hẳn là họ bị lỗ đâu thật ra những ngân hàng bây giờ vẫn đang có lời và để thường chia sẻ chi tiết với các bạn nhưng mà trước hết chúng ta nhìn vào pre market đó, thì chúng ta thấy được là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures Cái ba bây giờ thì vẫn đang xuống nhẹ một chút, đang đỏ hiện tại Còn về dầu đó, hợp đồng dầu à, ở mức là 80 đô các bạn đã từ từ tăng trở lên rồi Chưa phải là cao lắm nhưng mà đã cao so với cái mức giá trung bình Chúng ta thấy trong vòng khoảng chừng 2 tháng qua là khoảng 72-73 đô còn vàng thì các bạn thấy là cũng tương tự ngày hôm qua ở cái mức giá là hơn 1.900 đô cho một ounce vàng, hợp đồng bây giờ là 1910$. mười đô. Còn về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó các bạn thấy được là những công ty mà dẫn đến chỉ số Dow Jones và S&P 500 đỏ hôm nay đó là không phải những công ty công nghệ mà là những ngân hàng. Các bạn thấy được chúng ta có ngân hàng Goldman Sachs ngày hôm nay đã ra cái thông báo quý 4 của họ và thật ra họ cũng không có lỗ các bạn chỉ là không có lời như là ý muốn mà thôi và đặc biệt cái phần lời của họ đã thấp hơn nhiều so với ước tính Chúng ta có thể nhìn thấy được là Goldman Sachs là ngân hàng rất lớn ở Hoa Kỳ Thì họ đã đưa ra thông báo là cái thu nhập của họ trong quý 4 là 10.59 tỷ đô la các bạn So với lời ước tính là tới 10.83 lần Thì họ đã thu nhập thấp hơn là cái ước tính Và nếu chúng ta so sánh cái phần trăm lợi nhuận đó thì các bạn sẽ thấy được là Goldman Sachs nói là phần trăm lợi nhuận của họ đã giảm 66% rồi các bạn so với cách đây một năm. Nói chung đó, thì họ vẫn đang có lợi nhưng mà cái lợi nhuận của họ đó đã thấp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đó thì Goldman Sachs nói là lý do tại sao mà họ không có lời nhiều là tại vì chi phí vận hành công ty đang tăng lên, đặc biệt là họ nói là chi phí đã tăng 11% rồi. Tại vì à, trong đó đã tốn khoảng chừng là 8.09 tỷ đô la để mà trả lương cho những nhân viên tại vì năm nay lương đã cao hơn năm ngoái à, và đương nhiên những cái như là bảo hiểm thì cũng đã cao hơn cho nên họ phải chi tiêu rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa đó là Goldman Sachs nói là họ đã để riêng ra 972 triệu đô la để lỡ như mà tình hình kinh tế xấu đó, những cái khách hàng của họ mà vay tiền, sử dụng thẻ tín dụng mà không có thể trả được hay là vay tiền vì một lý do nào đó mà không trả được đó thì họ cũng cũng để riêng một số tiền để bù vào cái phần lỗ đó và họ đã tăng cái phần đó lên tới 972 triệu các bạn à, có nghĩa là phần này đã cao hơn một năm trước đây là 3 triệu mỗi năm đó thì những hàng đều để riêng một phần để bù vào cái phần lỗ lỡ nhưng mà có lỗ nhưng mà năm nay đó họ để cái phần rất lớn các bạn 972 triệu có nghĩa là Goldman Sachs đương nhiên có cái sự nghi ngờ là có khả năng là kinh tế sẽ tệ hơn dẫn đến nhiều người sẽ không trả được nợ và vì lý do đó chúng ta thấy được là Goldman Sachs đó, cổ phiếu hôm nay cũng đã bị uh, dù dập và xuống 644% các bạn sau khi mà ra cái uh, thông báo quý 4 này. Chúng ta cũng còn một ngân hàng khác nữa đó chính là ngân hàng Morgan Stanley. Thì Morgan Stanley cũng tương tự như là Goldman Sachs các bạn. Có nghĩa là Morgan Stanley cũng đưa ra một cái thông báo quý 4 nó không có được tốt đẹp như những thời gian trước đó chi tiết hơn đó, là Morgan Stanley nói là trong quý 4 cái thu nhập của họ đã giảm xuống à, còn ở mức là 2.11 tỷ so với lại cách tới một năm đó là tới 3.59 tỷ thì nói chung thu nhập cũng đã giảm rồi không có giảm trầm trọng như là Goldman Sachs nhưng mà cũng giảm các bạn và trước đó đó thì các bạn nhớ là tháng 12 đó Morgan Stanley thì cắt cái phần trăm nhân viên không phải đi nhiều lắm chỉ khoảng là hai phần trăm mà thôi có nghĩa là khoảng chừng một nghìn sáu trăm nhân viên các bạn tại vì ngân hàng Morgan Stanley là ngân hàng mà có tới tám mươi năm trăm sáu bảy nhân viên nhưng mà không giống như Goldman Sachs một chỗ là Goldman Sachs sau khi mà ra cái thông báo quý bốn đó thì cổ phiếu à, đã bị đẩy xuống khoảng chừng sáu phần trăm các bạn Morgan Stanley thì khác sau khi ra thông báo đó thì đã tăng lên năm chín mươi phần trăm thì tại sao vậy phần lớn là do cái ước tính thu nhập của những nhà đầu tư đó thì ở cái mức thấp hơn là cái mức mà họ đưa ra có nghĩa là nếu như mà chúng ta nói là họ thu vô được 2.11 tỷ đô la đó có nghĩa là mỗi một cổ phần là một đồng 26 cent trong khi mà ước tính chỉ có một đồng 19 mà thôi có nghĩa là cho dù là họ có cái thu nhập thấp hơn là so với một năm trước đó nhưng mà vẫn cao hơn là ước tính cho nên chúng ta vẫn thấy được là cổ phiếu có sự tăng trưởng đây là điều rất quan trọng khi mà chúng ta nói tới cổ phiếu các bạn không phải là công ty có lợi lời hay lỗ mà quan trọng là lời bao nhiêu lỗ bao nhiêu so với lại ước tính các bạn đó chính là cái xu hướng của chứng khoán chứ không có đơn giản là công ty khai lỗ là giá sẽ xuống hay là công ty có lời thì giá sẽ lên chứ dù công ty có lời nhưng mà không lời như là ước tính thì giá vẫn xuống như thường như chúng ta thấy được là Goldman xác cũng như vậy và ngược lại công ty cho dù lỗ mà không có lỗ như là ước tính thì giá cổ phiếu vẫn có thể lên đó là điều các bạn cần nên hiểu ở đây và các bạn thấy được là những công ty như là Goldman Sachs Morgan Stanley họ đều để riêng ra một cái số tiền à, Lỡ như mà tình hình kinh tế xấu mà họ có những cái nợ mà không có à, được thu lại đó Thì họ cũng để sẵn một số tiền để mà bù lỗ lắp vào Và Morgan Stanley thì số tiền ít hơn rất nhiều Họ để ra khoảng chừng là 85 triệu đô la tổng cộng các bạn Nhưng mà vẫn cao hơn rất nhiều so với cách đây một năm là chỉ có 5 triệu mà thôi Tại vì Morgan Stanley theo thường hiểu là họ cũng không có cho vay nhiều như là Goldman Sachs nhưng mà nói chung đó, thì chúng ta có thấy kinh tế ở hoa kỳ cực kỳ tệ năm nay hay là không đó, thì dựa vào rất nhiều yếu tố và một trong những yếu tố đó là cho dù là chúng ta thấy kinh tế bắt đầu tệ hơn và người dân không có trả tiền vay mượn được thì cái con số mà họ không trả được đó có nhiều hơn là con số đã để riêng ra của những ngân hàng này để bù đắp vào cái lỗ của họ hay là không đó mới là điều quan trọng nhưng mà ngoại trừ những ngân hàng này ra yeah, chúng ta cũng có một công ty cũng khá là tơi tả các bạn Đó chính là Twitter Twitter thì đương nhiên là không có thông báo quý 4 rồi Tại vì bây giờ đây là công ty tư nhân của Elon Musk Đâu có còn chứng khoán trên sàn đâu mà có thông báo quý 4 Nhưng mà điều thú vị đó là chúng ta thấy được là cái thông tin vừa được chia sẻ là Twitter đang bán đấu giá máy espresso Có nghĩa là cái máy làm cà phê espresso rồi các bạn Rồi bán đấu giá máy pha cà phê, máy tính, bếp quay nhiều tủ lạnh và lò nướng bánh pizza các bạn đây là những cái đồ đạc ở trong công ty Họ đem ra để bán đấu giá Và những cái đồ vật này của công ty đó Được giao cho cái công ty Heritage Global Partners Để mà bán đấu giá Tại sao vậy? Tại vì uh, Twitter đang cần uh, thu lại một số tiền các bạn Chi tiết hơn đó là các bạn có thể uh, thấy được Là công ty uh, Twitter hiện bây giờ là có nhiều thông tin Là đang nợ tiền thuê văn phòng các bạn Và thậm chí cái đèn neon logo của công ty đó Hiện bây giờ cũng đem ra bán đấu giá luôn Và theo uh, tài liệu mà chúng ta nhận được đó Thì uh, cái đèn neon logo của công ty Twitter đang ở cái mức là khoảng 17.500 đô có người đã đấu giá ở mức đó và sau khi mà Elon Musk mua lại công ty Twitter đó, thì các bạn thấy được là cũng có nhiều cái sự trở ngại nhất là về cái việc thu nhập đó, thì cũng không có được ổn lắm. Tại vì sau khi mà Elon Musk mua lại Twitter đó, thì các bạn đã biết là Elon Musk là một người mà không có hề im lặng có rất là nhiều những cái suy nghĩ cá nhân lúc nào cũng muốn chia sẻ suy nghĩ cá nhân của mình thì đương nhiên suy nghĩ, nghĩ cá nhân thì là suy nghĩ của cá nhân nó không đúng hay là không có sai nhưng mà đương nhiên có nhiều người không cùng suy nghĩ và trong đó có nhiều những công ty họ không cùng suy nghĩ cho nên họ đã quyết định là không tiếp tục quảng cáo trên Twitter nữa và cũng vì những cái lời nói của Elon Musk đó, thì nhiều công ty không phải là họ không thích hay là thích nhưng mà họ nghĩ là không có hợp để họ tiếp tục quảng cáo ở trên Twitter cho nên bây giờ Twitter các bạn hiểu là quảng cáo đó nó đã thấp hơn trước đây rất là nhiều thu nhập quảng cáo đã giảm xuống mặc dù là Elon Musk đã lấy mọi người 8 đô một tháng nhưng mà cũng không có đủ các bạn và nói chung nó Twitter vẫn là một nơi mà nhiều người sử dụng Elon Musk cũng thường hay chia sẻ là sau khi mà Elon Musk mua lại công ty Twitter thật ra trên Twitter đã có nhiều người sử dụng thường xuyên hơn và nhiều người đã thích Twitter bây giờ hơn là trước khi mà Elon Musk thu mua lại nhưng mà có sự khác biệt ở đây đó là khi bạn sử dụng Twitter các bạn sẽ thấy được đây là một nền tảng mà nó cũng khó quảng cáo nó không có giống như là Facebook nó không có giống như là Instagram nó không giống như là YouTube các bạn Twitter là một nơi mà các bạn lướt rất là nhanh tại vì phần lớn những thông tin nó là một đoạn ngắn mà thôi cho nên người ta lướt rất là nhanh cho nên để quảng cáo hiệu quả trên Twitter cũng không có hề dễ cho nên một cái mạng xã hội có thể là có nhiều người sử dụng nhưng mà cũng không có nghĩa là có thể thu được nhiều tiền Elon Musk đã từng nói là thu mua công ty Twitter không phải là gì tiền nhưng mà các bạn thấy được là dù sao đi nữa Elon Musk cũng không có muốn phải bỏ tiền túi ra để mà bù đắp cái phần lỗ của Twitter đâu cho nên bây giờ mới tìm một cách để mà cắt giảm chi tiêu cái điều mà thuận không hiểu đây đó là Elon Musk là một người mà cũng thích crypto, thậm chí công ty Tesla bây giờ vẫn còn đang lưu trữ BTC và ở trên Twitter đó thì bây giờ cũng đã có một số những cái công cụ crypto các bạn có thể tiếp sử dụng BTC thông qua mạng lưới Lightning Network thì ở trên Twitter cũng có sẵn một cộng đồng crypto rất là lớn thì không biết tại sao mà cho tới bây giờ Elon Musk vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái thông báo gì thêm về việc Twitter sẽ ủng hộ Twitter như thế nào sẽ có những đồng nào và sẽ được xử lý ra sao sẽ được những chức năng gì ở trên Twitter hoàn toàn là không có các bạn mới đầu đó khi mà Elon Musk mua lại Twitter thì cũng đi họp với một số người và cũng đi lên trên Twitter Spaces các bạn có nghĩa là các bạn có thể lên để mà nói chuyện trực tiếp ở trên cái ứng dụng Twitter đó thì đã có nhiều đợt Elon Musk đã nói là sẽ có một cây ví Twitter cho nên nhiều người uh cũng đang chờ đợi xem coi là Twitter sẽ có những cái chức năng gì mới cho crypto Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa thì không hiểu tại sao mà Elon Musk vẫn chưa có tìm cách đưa ra sản phẩm mà được cộng đồng crypto ủng hộ và có thể kiếm được nhập từ đó Đó là điều tôi không hiểu ở đây Và thậm chí Elon Musk cũng rất là im lặng các bạn đã rất rất lâu rồi không nghe Elon Musk nhắc tới Dogecoin Ai cũng đang chờ đợi là Elon Musk đã mua lại Twitter thì có phải là Dogecoin sẽ là một phần của Twitter hay là không Thì bây giờ hoàn toàn không nghe nói đến các bạn Thậm chí là chúng ta đã nhận được cái thông tin là cái đồng gọi là Twitter coin Thật ra cũng không phải là một đồng crypto mà dựa theo những tài liệu chúng ta nhận được đây chỉ là một cái đồng các bạn dùng tiền để mà mua giống như mua điểm gì đó rồi các bạn có thể là dùng điểm đó để mà tặng cho những người nào trên Twitter mà các bạn thích những người nào mà giống như là các bạn ủng hộ họ có những cái tweet các bạn cảm thấy hay các bạn có thể dùng tiền của mình để mà ủng hộ bằng cách đó nó cũng không phải là một crypto thì nhiều người cũng hỏi là tại sao là như vậy tại sao mà đã có sẵn cái cách sử dụng crypto trên Twitter hay là Elon Musk là người mà thích tâm đối gì tại sao không sử dụng đối rồi đi tại sao lại cần phải đặt rõ như vậy. Rồi chúng ta cũng có cái thông báo quý 4 đến từ một ngân hàng nhưng mà ngân hàng này đó là ngân hàng chuyên phục vụ cho những công ty crypto các bạn, đó chính là ngân hàng Silvergate. Thì ngân hàng này các bạn có biết là cũng bị lỗ một phần liên quan đến sàn FTX và họ cũng đã đang bị một cái sự kiện là nhiều khách hàng họ rút tiền các bạn. Đây không phải là một ngân hàng mà thường các bạn sử dụng, đây là ngân hàng mà những công ty crypto sử dụng thì họ nói là trong cái quý 4 đó họ đã có cái phần lỗ lên tới 1 tỷ đô la các bạn con số không hề nhỏ đâu và họ nói là một phần là tại vì công ty đang làm ăn thua lỗ vì rất là nhiều người đã rút tiền ra khỏi công ty tại vì họ sợ là ngân hàng này sẽ gặp vấn đề nhất là ngân hàng này đó đã có nhiều khách hàng gửi tiền vào và bây giờ đang dính vào những cái vụ như là khai bề phá sản Thêm vào đó đó, ngân hàng này nói là trong năm 2022 đó, cái số tiền mà người ta gửi trung bình vào trong ngân hàng đó đã giảm rất là nhiều rồi. Trung bình thì những khách hàng của họ trước đây là mỗi khách hàng là sẽ gửi vào khoảng chừng là 12 tỷ. Trong khi mà bây giờ đã trung bình người ta gửi vào có 7 tỷ mà thôi. Con số nhỏ hơn cách đây không lâu rất là nhiều. Và cách đây khoảng chừng 10 ngày các bạn đã nhớ là Silvergate à, cũng đã thông báo là họ sẽ sa thải 40% nhân viên các bạn. Khoảng chừng 20 nhân viên tổng cộng à, để họ có thể cắt giảm chi tiêu để có thể tiếp tục hoạt động và họ cũng nói là có một số những cái dự án đó họ bây giờ đã hủy bỏ rồi tại vì không có còn tiền để tiếp tục những dự án đó nữa. Đặc biệt là họ đã mua lại cái dự án dim của công ty Facebook các bạn, công ty Meta. Các bạn đã biết là Facebook trước đây cũng muốn đưa ra một đồng riêng một đồng ổn định nhưng mà cuối cùng đã không được tại vì quốc hội không cho phép. Cho nên cuối cùng đó cái dự án đó được bán và người mua lại là ngân hàng Silvergate Và bây giờ đó họ nói là coi như cái đó trở về con số 0 Tại vì họ sẽ không tiếp tục để mà phát triển cái dự án đó nữa Và họ đã bỏ ra khoảng chừng 200 triệu để mà mua Nói chung thì ngân hàng này bây giờ vẫn hoạt động các bạn Nhưng mà họ nói là họ đang bị lỗ hiện tại có rất nhiều tin đồn là Silvergate có thể là bị phá sản nhưng mà hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa nhận được những thông tin nào xác thực những gì chúng ta nhìn thấy được họ chỉ đang bị lỗ mà thôi và vẫn có thể tiếp tục hoạt động và họ đã cắt giảm chi tiêu rất là nhiều rồi chúng ta cũng không hy vọng là ngân hàng này có gặp vấn đề gì lớn đâu khi mà có thêm thông tin thuận sẽ chia sẻ với các bạn Và Thuận cũng muốn dành một vài phút để mà chia sẻ một cái thông điệp với các bạn À, cái này đó là một cái thông điệp liên quan tới những bạn nào mà yêu thích allcoin tại vì cái bạn của đã biết là bản thân thuộc hiện bây giờ đó thì cũng đang tích lũy một số altcoin à, chờ cái ngày mà chúng ta có được bull run kế tiếp tại vì các bạn đã biết là năm ngoái thường dành rất nhiều thời gian để mà tích lũy bitcoin và bây giờ thường vẫn còn tích lũy ethereum nhưng mà bitcoin và ether là những đồng mà thường tích lũy rất là nhiều trong thời gian qua nhưng mà bây giờ thường cũng bắt đầu muốn tích lũy thêm một số lượng altcoin như thường thường hay chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây mỗi hai tuần thường update cái danh mục đầu tư đó thì các bạn cũng đã biết thường đang lưu trữ những altcoin nào nhưng mà cái mà thùng muốn chia sẻ đây với các bạn đó là như mà nào yêu thích ocon cái lòng tin tưởng thì đương nhiên là tốt nhưng mà chúng ta cũng nên nghĩ đến như gì đã từng xảy ra trước đây thời gian này đó các bạn có thể là tích lũy ocon và có thể những bạn mà yêu thích ocon của mình đều nghĩ là ocon này sẽ phát triển chúng ta đã trải qua một thời gian ảm đạm rồi có rất nhiều sự cố những ocon vẫn tiếp tục phát triển những ocon các bạn có lòng tin là sẽ tăng trưởng mạnh trong đợt kế tiếp nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ đây đó là một cái rủi ro các bạn cần phải nên suy nghĩ đến là không phải những đồng nào hiện bây giờ cũng sẽ trở thành những đồng mà có lợi nhuận cao hay là thậm chí có thể ở trong top 10, top 20 trong đợt tăng trưởng kế tiếp. Để cho các bạn một cái ví dụ đi, chúng ta trở lại cái thời điểm khoảng chừng như bây giờ nhưng mà năm 2019 tại vì chúng ta nghĩ là năm nay sau một năm mà nó tương tự như năm 2019 thì thời điểm đó nếu như các bạn bắt đầu trung bình giá vào nhiều altcoin đó thì kết quả sẽ ra sao? chúng ta sẽ thấy được là có rất nhiều những altcoin thời điểm đó nó đã không phải là những cái tia sáng trong cái đợt bull run chúng ta đã nhìn thấy được là thời điểm đó chúng ta vẫn có trong cái top 10 chúng ta vẫn có Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin chúng ta chọn thì bây giờ vẫn còn Bitcoin SV, Cardano thì các bạn đã biết là bây giờ vẫn còn trong top 10 IOTA, Monero, Dash, NEM, NEO, Ethereum Classic và Maker các bạn đây là những đồng mà trong top 20 của cái thời điểm tương tự năm 2019 Và nếu như các bạn đầu tư vào một số những altcoin Các bạn thấy được là các bạn sẽ không có cái lợi nhuận như mong muốn đâu Tại vì ngay thời điểm này Năm 2019 Chúng ta vẫn chưa thấy những cái altcoin Mà thực sự cho các bạn Cái sự lợi nhuận cao xuất hiện Mãi cho đến một thời gian sau Để thường cho các bạn cái ví dụ kế tiếp Chúng ta bây giờ hãy đến ngày 10 tháng 5 năm 2020 đi. Thật ra cái ngày Bitcoin Heaven là ngày 11 tháng 5 năm 2020 nhưng mà thường không có tài liệu đó, thường chỉ có tài liệu một ngày trước đó mà thôi. Thì ngay cái lúc mà Bitcoin Heaven á, ngày 10 tháng 5 năm 2020 có nghĩa là đợt này chúng ta phải chờ đến khoảng chừng là hơn một năm nữa mới tới ngày Bitcoin bình Nhưng mà cho dù là chúng ta tính tới ngày Bitcoin bình thì top 20 như thế nào? Các bạn thấy được top 20 lúc đó chúng ta có Bitcoin, Ethereum, XRP chúng ta có Bitcoin Cash, Bitcoin SV là những đồng mà đã không còn trong thấp nữa rồi. Litecoin cũng như vậy, mà chúng ta có Binance bây giờ đã tăng lên cái xếp hạng cao hơn. Chúng ta vẫn còn EOS, Tezos, Chainlink, Stellar, Cardano, Leo, Crypto.com, Monero, Tron, Hobi Hex và Team Classic. Chúng ta vẫn chưa thấy những đồng mà thật sự tăng trưởng mạnh xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta cũng có những đồng trong tháng 20 này đã cũng đã có cái sự tăng trưởng rất mạnh giống như chúng ta nói tới Cardano đi thời điểm halving của năm 2020 khi đó là chỉ có khoảng chừng là 0.04 đô la mà thôi nghĩa là 4 cent nhưng mà cái thường muốn nói đây đó là không phải đồng nào ngay thời điểm halving của năm 2020 cũng là những đồng mà tăng chữ mạnh cái lúc mà đỉnh điểm của năm 2021 chúng ta tiếp tục tới nơi đi chúng ta tới khoảng chừng là ngày 7 tháng 2 năm 2021 thì lúc đó là sao? Các bạn sẽ thấy được là mãi cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2021, tương đương với là ngày 7 tháng 2 năm 2025 sau khi mà đã có Havin rồi. Thì lúc đó chúng ta thấy gì? Lúc đó chúng ta thấy được là trong thấp 20 đó chúng ta bắt đầu mới thấy những đồng mà thật sự có sự tăng trưởng mạnh, thật sự là gây nhiều cái sự sôi động bắt đầu mới xuất hiện. Mãi đến sau khi mà các bạn có Havin rồi các bạn thấy được là trong thời gian Havin đó sau đó là 10 tháng chúng ta mới có những đồng này xuất hiện chúng ta có Bitcoin, Ethereum, Cardano đã xếp hạng thứ tư rồi, XRP chúng ta thấy bắt đầu có Polkadot trong top 10 này, rồi Binance Coin chúng ta có Chainlink, chúng ta có Litecoin, Dogecoin, Stellar, Bitcoin Cash, Aave, Uniswap, Bitcoin SV, US, Cosmo và đồng NEM các bạn. Các bạn thấy được là mãi đến lúc này chúng ta mới bắt đầu thấy sự xuất hiện của những cái đồng mà có thể mang được nhiều lợi nhuận trong cái mùa tăng trưởng. Và đương nhiên mãi cho đến là cuối tháng 3 chúng ta mới bắt đầu có thể xuất hiện của những cái đồng mà gây ra nhiều cái sự sôi động giống như là Terra của năm 2021, Solana, Kusama. Các bạn thì rồi chúng ta phải chờ mãi cho đến là tháng 3, cuối tháng 3 năm 2021 mới bắt đầu thấy sự xuất hiện của những cái đồng altcoin này. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là đương nhiên các bạn đầu tư những đồng nào mà các bạn có lòng tin thì đương nhiên đó là điều tốt. Nhưng mà các bạn cũng nên nghĩ đến cái rủi ro và phân bổ vốn đó là cái thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn mà thôi bản thân thuận thì đương nhiên nghĩ đến rủi ro này cho nên các bạn biết là Allcoin là một phần rất nhỏ trong danh bộ đầu tư crypto của thuận mà thôi Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a